nó sẽ À, Việt Nam có thu hỏi là nhập vay thôi. ODA là như thế nào thì như thế nào đúng không? Vay ODA tức là ví dụ mình làm cái công trình của ví dụ cái đường, tôi nói ví dụ nhá cho các bạn rất dễ hiểu, ví dụ như mình làm cái đường coi như là Võ Văn Kiệt ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình vay vốn ODA của Nhật Bản. Thường thường vay vốn ODA của cái nước nào thì nước đó làm chủ đầu tư ngay cái con đường đó, cho nên là vay vốn ODA là nó cũng mệt lắm đấy. Ví dụ là mình ví dụ như có cái con đường mà ví dụ cái sắt Cát Linh Hà Đông ấy, mình vay vốn ODA của Trung Quốc ấy, đúng không? Cho nên Trung Quốc lại làm chủ đầu tư ở những cái đó đấy, Nó cho mình đấy nó vay rồi nói một một cái cách mà nó ép mình ràng buộc. Ừ. đấy Nó là cái vốn ép ODA đấy, mình. Em mà chia cái sẻ vốn thêm một tí. ODA nó cũng cộng vào là cái nợ công với các bạn ạ, hiểu không? Dạ. Em chia sẻ thêm một tí nữa về mình đã nói về cái vai trò của nước Mỹ, một cái đất nước lớn đối với thế giới. Và mình trở lại Việt Nam. Nói chung mình không có so sánh bởi vì mình chưa thể so với nước Mỹ được. Nhưng mà Việt Nam đã có vai trò gì đối với thế giới thì vài năm gần đây chúng ta đã thấy rồi, đúng không? Chúng ta đã gửi những cái đội quân tham gia gìn giữ hòa bình ở Liên Hợp Quốc, và chúng ta thể hiện cái vai trò của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc 2 năm nay, và cái uy tín của Việt Nam ở Nam Sudan rất là lớn. Ở đó có 15 nước tham gia, thì Việt Nam mình là cái nước mà được các sắc tộc ở ở đó nó nội chiến mà, nhưng mà chỉ có duy nhất Việt Nam thôi họ mới tin tưởng đó. Đi đâu cũng vậy, khi mà nghe tới Việt Nam hoặc họ thấy cờ đỏ sao vàng là họ nhường cho đi, rồi họ họ tạo điều kiện cho chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ ở đó. Vì chúng ta, cái lịch sử của chúng ta thì ở châu Phi người ta biết, và hiện tại chúng ta sang đó chúng ta cũng không có mang cái hình ảnh của một cái quân nhân, mà chúng ta mang cái hình ảnh của cái người một cái đất nước xa xôi đến giúp họ, chứ không phải như cái nước khác. Chúng ta mang cái gì? Chúng ta đem chữ sang dạy cho các cái em nhỏ bên đó. Các bạn đã thấy rồi, các anh chị sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam dạy học nè, rồi dạy họ cách làm nông nghiệp, trồng rau, trồng lúa, đó, cải thiện cái bữa ăn. Các vị biết bao nhiêu thế kỷ nay ở châu Phi đa số là toàn là được viện trợ nhân đạo thôi. Có nghĩa là các nước đem tới cho bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Đó, cho và ăn thôi, chứ không tự làm ra được hạt gạo, hay là không tự trồng được cái cây rau để mà phục vụ cho bản thân mình. Thì Việt Nam chúng ta qua đó, chúng ta đã làm được cái việc đó. Đồng ý, cái châu Phi nó rất là rộng lớn, chúng ta chưa thể làm hết. Nhưng mà hiện tại Việt Nam đã có mấy trăm kỹ sư nông nghiệp sang các cái nước châu Phi để hướng dẫn họ trồng lúa và các cái cây lương thực khác. Thì cái đó có phải là cái trách nhiệm của Việt Nam đối với thế giới không? Mà cái nước giàu thì họ không cần đâu, mà những cái nước nghèo họ mới cần, mà chúng ta đã cử người sang đó. Đó. Chứ nước giàu nó đâu cần rau, nó có tiền mà nó nhập rau về nó ăn thôi, chứ đâu cần trồng đâu. Thì chúng ta thấy rồi cái vai trò trách nhiệm của Việt Nam đối với những cái nước đó như thế nào. Và chúng ta thấy một cái doanh nghiệp của quân đội đó là Viettel. Quân đội thì cũng là nhà nước thôi, của cộng sản thôi, chứ không ở đâu ra hết, chứ không có tư nhân nào đó. Thì họ đã sang châu Phi, họ đem họ kết nối cái người dân châu Phi với thế giới. Bởi vì những cái bộ lạc bộ tộc ở châu Phi họ không có sóng điện thoại, không có 3G, 4G, 5G. Nhưng mà Viettel họ đã sang đó, họ đầu tư và họ đã làm. Bây giờ họ những cái người dân đó họ có thể gọi điện thoại cho người thân khắp nơi được rồi. Đó, Việt Nam mình nói một cách nào đó thì mình đã đem cái văn minh của nhân loại đến cho châu Phi. Châu Phi là một cái châu lục rất là khổ, bao nhiêu năm bị các cái nước tư bản nó chiếm đóng, nó bóc lột, rồi nó khai thác tài nguyên khoáng sản. Và hiện tại cũng vậy, hiện tại là cái đám thực dân kiểu mới đó là ai, là Trung Quốc đó. Nó qua, nó đem tiền qua, nó làm tạo ra bẫy nợ, rồi các cái chính phủ ở các cái nước châu Phi
mắc nợ và cuối cùng phải trả đất, trả tài nguyên, rồi trả đủ thứ, trả cả về chính trị nữa. Bởi vì Trung Quốc khi mà ra Liên Hợp Quốc mà nó muốn bỏ phiếu bỏ bán gì thì các cái nước đó phải bỏ cho nó thôi. Bởi vì phụ thuộc mà, phụ thuộc về chính trị, về kinh tế và phụ thuộc. Trong khi Việt Nam chúng ta sang đó chúng ta không không cần những thứ đó. Chúng ta giúp họ. Chào chị Cao Hồng Lan. À, Nam Phong. Bây giờ xin lỗi Nam Phong với tất cả bạn này. Hôm nay chúng tôi đăng lên trên cái trang nhật ký U Đức Quy một cái đoạn rất hay. Tức là có khả năng có các bạn đọc mà có các bạn chưa đọc. Thì bây giờ tôi mời đọc cho bạn một cái đoạn ngắn. Tức Việt Nam một quốc gia không giống ai. Đấy, thì các bạn thử phản biện xem những cái này ví dụ là nó có đúng hay là sai. Thứ nhất là Việt Nam là kẻ thù không đội trời chung với hàng ngàn năm với Trung Quốc. Nhưng đồng thời hiện nay Việt Nam và Trung Quốc là một đối tác thương mại lớn nhất. Đúng không? Trong các nước ASEAN các bạn công nhận không? Cái đấy các bạn là phản biện thôi. Đúng không? Điều thứ nhất. Thứ hai, từng là cựu thù với Mỹ nhưng lượng hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Mỹ luôn đứng top đầu của Việt Nam. Chính xác không? Đúng không? Đúng. Hiện nay Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ đứng đầu Việt Nam. Thứ hai, thứ ba là khối Đông Âu tan rã và suy yếu nhưng Việt Nam vẫn giữ mối quan hệ đồng ấm với Nga và các nước trong khối SCNG. Chính xác đúng không? Việt Nam mở cửa vào hội nhập toàn cầu nhưng vẫn không quên người anh em Cuba ở phương xa, hàng năm vẫn cứ đều đều những tàu chở gạo và những liều vaccine qua lại cho nhau. Chính xác là quốc gia xã hội chủ nghĩa nhưng lại có thể ký EVFTA với các quốc gia phương Tây, nơi được xem là thánh địa chống cộng sản. Cái này phải gọi là rất là chất. Đó, có cái nữa, Venezuela lâm một cảnh bi đát, cả thế giới chẳng ai giúp đỡ họ, thì Việt Nam lại âm thầm gửi các chuyên gia nông nghiệp sang để giúp họ giải quyết nạn đói. Có lẽ Việt Nam không quên những giai đoạn mà Venezuela đã từng giúp đỡ Việt Nam trong quá khứ. Sống rất có tình đồng nghĩa với anh em, có nước nào như Việt Nam hiện nay hay là không. Đấy, ở Lào mỗi khi xảy ra chuyện thì không phải Trung Quốc hay Thái Lan tới ứng cứu mà chính những y bác sĩ bộ đội tình nguyện Việt Nam sẽ là những người đầu tiên đến giúp đỡ người anh em này. Nữa, các tập đoàn tư bản đến châu Phi để mang hết tài nguyên của họ về nước, còn tập đoàn Viettel thì mang đến cho hơn 70 triệu người dân châu Phi được tiếp xúc với mạng internet và di động giá rẻ và cũng làm ăn sinh lợi. Nhưng cách sinh lợi của Viettel đó là tôi ăn miếng thịt thì anh cũng phải sơi miếng cá. Chính vì thế đừng thắc mắc vì sao Việt Nam tuy nghèo nhưng lại rất được cảm tình của các nước châu Phi. Rồi nữa, năm 2011 khủng bố ở Libya nổ ra, Việt Nam đã tức tốc đưa hàng ngàn người lao động Việt Nam về nước, mặc dù kinh phí cho việc này vô cùng lớn. Việt Nam vẫn là nước nghèo nhưng mà đối với đồng bào của mình không bỏ ai lại phía sau. Nhất là cái chuyện mà đấy các bạn đã biết là đưa những cái người mà ở Libya về nước khi mà ở Trung Đông xảy ra cái Libya xảy ra chiến sự. Đến khi Covid xảy ra, bất chấp Việt Nam là nước có đường biên giới giáp Trung Quốc nhưng đã không có chuyện sát người chết la liệt, xã hội rối loạn như ở một số nước. Đấy. Sao lại có một quốc gia lạ đời như thế? Người Việt bình thường nhìn hiền hậu, đôi lúc hay bột trực và cãi nhau thế thôi. Nhưng lẽ xảy ra chuyện đại sự thì dân tộc này lại đoàn kết như một thôi. Nếu không phi thường thì làm sao thắng nổi 3/5 nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tồn tại đến bây giờ? Tôi nói ví dụ như này. Ví dụ, mình chỉ nói một cái ví dụ ngắn gọn. Trước kia, cái nhóm Tổ quốc trên hết cãi nhau với lại cái nhóm mà Liên Hợp Quốc. Thằng ấy quy lên nó bảo nó sung sướng mà trong nước cái chúng mày mẹ các nhóm cãi nhau thế này khác, thì mình nói rằng quy tao nói mày đấy, cái bản tính của người Việt Nam thế bình thường bây giờ có thể khả năng anh em trong nhà cãi nhau tí xíu nhưng chúng mày thử về xem phải chúng tao lại đoàn kết lại và đập vỡ mộng chúng mày. Đó là cái bản tính của người Việt Nam, tất cả các bạn ở đây đều biết cái chuyện ấy như thế. Bây giờ ví dụ nha, ở trong nước có vấn đề ABCDGZ nhưng hiện nay nếu mà có dạng ngoại xâm và xâm chiếm đất nước Việt Nam thì những người Việt Nam, cái tinh thần yêu nước của những người Việt Nam thì người ta sẽ đoàn kết nhau lại và cùng chung một kẻ thù, đó là kẻ xâm lược đất nước Việt Nam. Cái chuyện này các bạn phải công nhận chính xác 100%. Đấy, dù ở bất cứ chế độ nào thì lợi ích của đất nước vẫn là trên hết. Ở đây không có một tôn giáo, một hệ tư tưởng hay một cá nhân nào được phép đứng trên lợi ích của dân tộc cả. Tất cả dịch Covid này các bạn biết là tất cả những người dân Việt Nam
từng cá nhân một đều đặt cái lợi ích của tập thể lên trên cái lợi ích của cá nhân, đúng không? Đó, người Việt có thể đánh nhau sức đầu mẻ chán với kẻ thù hùng mạnh nhất, nhưng nếu họ muốn làm hòa thì Việt Nam vẫn sẽ đồng ý, miễn sao đừng động đến toàn diện lãnh thổ là được. Việt Nam có rất nhiều những kẻ thù trước kia là Nhật, rồi là Hàn Quốc, rồi là Pháp, rồi là Mỹ, hoặc là kể cả Trung Quốc. Nhưng đến bây giờ, ví dụ mình vẫn coi cái nước đó là cái đối tượng, tức là cái đối tác làm ăn của đất nước mình, còn đằng sau đó mình gác lại, đúng không? Nhưng mà thử các nước đó mà nếu mà động đến Việt Nam xem, đúng không? Thì các bạn đều thấy là đấy, Việt Nam cũng không phải là một kẻ thù dai. Hiện nay tất cả các cựu thù của Việt Nam đều trở thành đối tác làm ăn quan trọng của nhau. Việt Nam không nhún nhường hay nghịch nọ ai cả. Việt Nam sẵn sàng bênh vực Cuba, Palestine mặc cho phải đối đầu với những nước lớn. Tất cả những cái, tức là ở đây có một số điểm thôi mà chúng tôi đã phân tích rất nhiều điểm. Đó là Việt Nam là một cái đất nước coi như là rất kỳ lạ và nhiều khi không giống ai. Cho nên muốn bọn ba quay ba cả nhiều khi chúng nó không thể hiểu được. Đó. Rồi xin mời Nam Phong. Một trong năm nước khó bị đánh bại nhất thế giới mà không giống ai hết. Em xin phản biện cái nick có chữ Việt Nam nè. Nghe chữ Việt Nam thì tưởng là yêu nước, nhưng thật sự mấy cái comment phản động. Thứ nhất là nó là việc châu Phi nợ Trung Quốc, châu Phi nợ Trung Quốc thì Việt Nam cũng nợ Trung Quốc. Xin lỗi, Mỹ cũng nợ Trung Quốc đầy nha Việt Nam. Nợ qua nợ lại là cái chuyện bình thường. Rồi đảng đứng trên hiến pháp. Việt Nam coi lại cái điều 4 hiến pháp đi, quy định như thế nào. Hiến pháp là quy định về cái tổ chức đảng đối với Việt Nam, nó nằm trong cái điều 4 của hiến pháp. Về coi lại đi. Rồi. Ở đây gì Mai Xuân Phượng là hai thằng bưng bô gì, bưng bô cộng sản à. Trời ơi, tao nói với mày, chúng ta chẳng bưng bô ai cả. Đảng cộng sản làm những điều tốt cho đất nước này, cho dân tộc này, đúng không? Thì chúng ta ủng hộ. Thế thôi. Nếu Mai Xuân Phượng qua bưng bô cho Hun Sen đi. Hun Sen đang bưng bô cho Trung Quốc kìa. Đấy. Qua đó này, bưng bô cho Hun Sen. Mày nói Bắc Kỳ lên. Nếu mày phân biệt vùng miền nhá, Phong là Nam Kỳ, tao là Bắc Kỳ, đúng không? Hiện nay tao đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh đây. Cho cái lũ của chúng mày phân biệt Bắc Kỳ, Nam Kỳ chúng này mày. Mai Xuân Phượng trả lời giùm là nguồn gốc của mày ở đâu? Trả lời giùm coi. Đừng nguồn cây cú. Nguồn gốc ở đâu? Nói với các bạn ở phía đối lập này, các bạn đừng cây cú. Đất nước Việt Nam càng ngày càng phát triển, đời sống của người dân càng được càng nâng cao lên, đúng không? Thì là các bạn đều, các bạn phải mừng rỡ, các bạn cái cây cú này làm sao? Các bạn có một lý luận gì thì xin mời các bạn lên đây. Bạn phản biện với tôi là người dân bình thường. Thế em nói sơ cái chủ Bắc Kỳ của Mai Xuân Phượng này để cho nó biết. Người Việt Nam là dân tộc Việt. Cái dân Việt Nam này nó ngu để hiến pháp quy định là hiện nay ở Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đúng không? Thì có phải Việt Nam đứng trên hiến pháp quy định đứng trên hiến pháp đâu? Điều 4 hiến pháp quy định như thế rồi. Mấy thằng này nó kiến thức không có. Mai Xuân Phượng nói là phân biệt Bắc Kỳ gì? Vậy thì 300 năm trước thì ở miền Nam có người Việt không? Người Kinh bây giờ không? Cứ cho là Mai Xuân Phượng đang ở miền Nam đi. Thì 300 năm về trước á, trước khi Nguyễn Hữu Cảnh vô đây khai hoang mở cõi thì ở đây là có người Việt không? Có người Kinh không? Vậy là Nguyễn Hữu Cảnh là đâu vô miền Nam? Có phải là ngoài Bắc vô không? Rồi sau đó đưa con cháu dân tộc Việt, mình hay gọi là người Kinh á, đi vô đây không? Vậy thì nguồn gốc của Mai Xuân Phượng là có phải ngoài Bắc không? Đó, tại sao lại bây giờ đi phân biệt Bắc Kỳ? Cái loại á, mà phân biệt cái kiểu này thì cũng khác gì là cái thứ mà đi đào mồ tổ tiên lên. Tổ tiên nhà Mai Xuân Phượng là ở ngoài Bắc hết á. Bây giờ đi đào mồ lên chửi hả? Ngu xuẩn nó vừa thôi. Mai Xuân Phượng. Nếu mà Mai Xuân Phượng nó là người Khmer.
À, không phải, cái thằng Mai Xuân Phượng này nó ở bên bên ấy, nó nói là tôi muốn là biết là tôi muốn. Chữ thì viết sai chính tả, trình độ không có, lên đây ẵng cái làm gì, để nói thôi mà nói chi, nói hoài mấy người này ngu dốt, chữ viết thì Tôi cũng tự là ái, không có thực dấu nữa. ra ở đây ấy, tôi cũng tự ái. Nam Phong chỉ có tức là người ta phân tích ra là tất cả đồng bào ba miền Bắc Trung Nam đều được gọi là đồng bào hết. Chứ đồng bào là như nào, đồng tức là cùng một cái bọc trứng ấy, thấy chưa? Cùng một cái bào Thì thai nó truyền thuyết, của Lạc Long Quân Âu Cơ mẹ sinh ra, đấy, mẹ ông cơ. sinh ra một cái bọc trăm trứng thì 50 con xuống biển, 50 con lên non, đó là cái truyền Thế mới thuyết. gọi là đồng bào nó chỗ đấy, Dạ, nghe chứ cái Bác đồng Hồ mới bào dùng thì cái từ đồng ông bào. từng Đồng bào là cùng đồng là chung một đồng cái bào thai. bào 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 Dạ, bào thai còn mấy cái thế thằng thì này thế cho nó nên ở đều dưới tự đất nhiên nó đều chui lên. tự nhiên lẫn nhau. Cái thằng Mai Xuân Phượng này nó ở dưới đất nó chui lên, nó không có nguồn gốc, không có tổ tiên, nó không có nguồn cội. Hay nói một cách dơ bẩn hơn là mày không bằng cái cục phân tao ỉa ra, bởi cục phân nó còn có nguồn gốc mà, tao ăn vô tao ỉa ra là nó còn có nguồn gốc, mày là không có bằng cái cục phân tao ỉa ra nữa, đừng lên đây mà ẵng. Kệ nó, dẹp tụi nó qua bên nha anh. À, ai đăng ký lên không anh? Cứ em cứ nói đi, nên để như có Tấn Phát mà hỏi gửi yêu cầu. Thôi rồi, nếu mà Tấn Phát, nếu mà em cứ nói đi, Tấn Phát mà gửi yêu cầu, các bạn nào gửi yêu cầu các bạn bấm cái vào chỗ gửi yêu cầu đi. Bây giờ là nhiều của bạn có camera. Dạ, thì có ai lên thì mời các bạn lên chia sẻ, còn không thì mình tiếp tục. Thì mình cứ nói thêm các cái chủ đề mở mà, có gì đâu, thì có cái gì mình chia sẻ cái đó. Thì hôm qua định lên cái diễn đàn của Bình Dương á, nhưng mà khuya quá chờ không buồn ngủ. Hôm qua cũng nói về các cái vấn đề chính trị, Hải Vũ chào một tí xin. kinh tế thì quân sự gì đó, đại khái nhiều cái chủ đề lắm. Là giáo dục, mà cái giáo dục này thì các bạn thấy là cái đám chống cộng này là thời gian trước là chống phá ghê lắm, xuyên tạc về đánh đánh phá, nói chung đánh phá về cái mạng giáo dục rất là nhiều đó. Nhưng mà thật sự giáo dục chúng ta có những cái vấn đề còn tồn động, còn thiếu sót, nhưng mà nó không phản ánh được cái bản chất của cái sự phát triển của giáo dục. Ở nhà bây giờ các bạn, nhà ai cũng có con đi học mà biết rồi, học lớp 1 thôi, bây giờ cái học của nó khó hơn ngày xưa gấp nhiều lần, mới lớp 1 thôi học rất là khó đó. Thì đó là cái sự phát triển. Chúng ta cách đây chừng 20 năm mà chúng ta học lớp 1 A B C, học học hết lớp 1 rồi, nhiều khi còn chưa biết đọc. Bây giờ lớp 1 học nó đã biết làm tập làm văn, nó biết tả ông bà, biết tả cô giáo, nó biết tả con vật, nói chung là nó có giỏi hơn ngày xưa rất là nhiều, đại khái mình nói như vậy. Thì cái giáo dục phổ thông của Việt Nam là một trong những cái nền giáo dục phát triển mà các nước tư bản họ phải công nhận. Nhưng mà chúng ta còn yếu kém cái chỗ là giáo dục đại học, là chúng ta vẫn thua những cái nước tư bản, bởi vì tư bản họ đã có hàng trăm năm phát triển, và họ đã nghiên cứu ra những cái cách giáo dục nó khác, nó tiến bộ hơn mình phải nói câu đó. Nhưng mà nói về giáo dục phổ thông, những cái mà cái học vấn mà căn bản thì Việt Nam mình không thua kém bất cứ nước nào. Ở đây chúng ta không không khua môi múa mép, các vị cứ nhìn vô cái thành tích học tập ở các cuộc thi mà quốc tế mà Việt Nam mình đi thi á, toán lý hóa nè, anh nè, sinh nè, là chúng ta đã thấy nè, không có năm nào mà chúng ta không đoạt đi. Năm em thì năm em đoạt giải huy chương vàng, huy chương bạc, thậm chí vừa năm ngoái hóa là năm em là năm huy chương vàng. Các bạn cứ tưởng tượng coi, Việt nếu nền Nam giáo vừa dục nãy hỏi ra như về ODA bây giờ cứ ở
giáo dục rồi sau chủ nghĩa là kém, cứ nói thế. Bây giờ tôi xin lỗi Nam Phong nhá, bây giờ ví dụ như các trường đại học của Việt Nam, ví dụ như trường đại học quốc gia Hà Nội, trường đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trường đại học các trường đại học y của Hà Nội và trường đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh hoặc đại học Tôn Đức Thắng là những cái đại học được xếp hạng ở trong các ở trên thế giới được xếp hạng, tôi nói các bạn đúng rồi đấy. Cho nên mà cái nền giáo dục Việt Nam càng ngày càng được nâng cao, đó là cái sự tiến bộ, tôi nói các bạn, đó là cái sự tiến bộ đúng không, của một cái đất nước đang phát triển đấy. Cái giáo dục phổ thông thì mình nói chung là quá 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 ok rồi, nhưng mà cái đại học thì các vị thấy việc sinh viên Việt Nam đi sang Mỹ, sang Úc rồi các cái nước khác học, thành tích học tập rất là cao. Vậy tại sao các vị cứ nghĩ là đó là do học đại học của các cái trường tư bản? Nhưng mà có một cái phần rất là quan trọng là các em được đào tạo căn bản ở mái trường xã hội chủ nghĩa từ năm lớp 1 tới năm lớp 12. Các em mới có đủ kiến thức để các em thi vô những cái trường đại học đó. Nếu các em được học ở cái mái trường xã hội chủ nghĩa mà nó tệ, nó kém, nó lạc hậu thì không có bao giờ các em đủ khả năng để thi vô những cái trường đại học hàng đầu thế giới nổi tiếng của Mỹ, của Úc, của Anh, Nhật. Rõ ràng chưa? Các vị thấy đó là các em đã được thừa hưởng 12 năm học phổ thông ở trong nước, đã được trang bị một cái kiến thức rất là tốt để các em, cái đó là cái hành trang để các em đi tự tin để đi thi vào những cái trường hàng đầu của thế giới.